The night aligns all the shady features and all our empty world. Xin tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình à, Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người 8 cái thủ thuật hay là 8 cái kinh nghiệm của mình trong cái việc gọi là làm thế nào để quay video tốt hơn với máy và cụ thể hơn ở trong video này đó là chúng ta sẽ sử dụng máy ảnh Sony và làm một chiếc Sony A7C cùng với bộ ba ống kính mới của Sony đó là bộ ba ống kính bao gồm là ống kính 24, 40 và 50 G mới đây là một cái bộ ống kính nhỏ gọn mới ra mắt dành riêng cho dòng A7C cũng như là dành riêng dòng full frame của Sony thì ở đây mình sẽ À, chia sẻ với các bạn từ cái khâu gọi là làm theo xếp máy cho tới việc là những lưu ý khi chúng ta tiến hành quay video ở thực tế ngoại cảnh hay các thứ như thế nào thì cái đầu tiên đó là mình nghĩ rằng trước khi các bạn tiến hành quay các bạn cần phải chọn lựa cho mình một cái chuẩn quay video phù hợp với chiếc máy mà các bạn có như ở đây chẳng hạn trên chiếc 7C này chúng ta sẽ có cái chuẩn quay HD 120 frame là tối đa này chúng ta sẽ có chuẩn quay 4K 30 frame thì thông thường đối với mình thì mình thường sử dụng cái chuẩn quay gọi là Full HD 1920 x 60 frame hoặc 50 frame tùy theo cái chuẩn quay pan hay NTSC của máy. Còn nếu như máy ảnh của các bạn hay là thiết bị quay của các bạn có 4K 60 frame thì chúng ta chẳng tội gì mà không chọn 4K 60 cả. Nhưng hơi đáng tiếc là trên chiếc Sony A7C này thì mình không có cái chuẩn đấy. Nên thông thường mình sẽ quay ở chuẩn gọi là HD 60 frame. Còn đâu HD 120 thì mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta quay những cái gì nó rất là nhanh, nó cần rất rất là nhanh để slow lại thì mình mới chọn HD 120 và tại sao chúng ta lại không chọn là HD 30 bởi đơn giản là trong quan điểm của mình uh, khi quay HD 60 frame chúng ta sẽ có 60 frame một giây thì khi hậu kỳ chúng ta có thể áp dụng những cái như gọi slow motion hay các kiểu để cho khung hình chúng ta trở nên mượt hơn hay các thứ nó trông cinematic hơn chẳng hạn nên là mình khuyên các bạn là nên chọn chuẩn đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn chuẩn quay Full HD uh, 60 frame hoặc là chúng ta chọn chuẩn quay 4K 60 frame. Sau khi các bạn đã chọn xong chuẩn quay rồi, thì bước thứ hai đó là chúng ta sẽ cần phải là xếp máy. Vậy thì uh, xếp máy thế nào cho nó phù hợp để chúng ta tiến hành quay vlog, quay các thứ cho nó thuận lợi trong cái công việc quay tiền kỳ cũng như hậu kỳ? thì uh, đầu tiên đó là các bạn cần phải chọn cho mình là cái chuẩn quay hay cái picture profile. đấy, ta chuẩn màu sắc khi chúng ta chọn quay. Ấy. thì như trên máy Sony thì nó gọi picture profile, còn trên một số các máy khác thì chúng ta cũng gọi nó như thế cũng được nhưng ở Sony thì chúng ta sẽ có những cái đấy viết tắt là PP. thì trên chiếc A7C này thì thường mình hay lựa chọn cái chuẩn quay nhất đó là mình chọn cái chuẩn uh, picture profile là PP10 hay chúng ta vẫn thường gọi là HLG3. tại sao mình không chọn S-log, mình không chọn cine 4? với đơn giản thì với quan điểm của mình thì mình thấy rằng HLG là một cái chuẩn nó rất dễ để giúp cho chúng ta chỉnh màu này, uh, giúp cho chúng ta có thể tiến hành gọi là quay và kiểm soát ánh sáng một cách dễ dàng hơn so với Adlock hay là so với Cine4 đặc biệt là với những ai mà mới làm quen với máy ảnh uh, chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng và đặc biệt là chưa có nhiều kinh nghiệm để chúng ta tiến hành hậu kỳ thì mình nghĩ rằng là cái việc lựa chọn HLG nó giúp cho các bạn có một cái giải pháp tối ưu nhất tiết kiệm thời gian nhất trong việc các bạn tiến hành hậu kỳ file nếu so sánh với Adlock s uh, thì mình nghĩ là rất là tốt rồi Tuy nhiên thì nếu các bạn dùng Adlock thì các bạn cần phải có kinh nghiệm kiểm soát ánh sáng rất là tốt Bởi nếu không các bạn sẽ rất dễ rơi vào cái tình trạng gì ờ, thừa sáng quá hoặc thiếu sáng quá đây có lẽ là cái điều mà rất nhiều các bạn lần đầu dùng máy ảnh sony hay mới dùng máy ảnh sony sẽ lóc đi quay đã gặp phải rồi thì sau khi các bạn đã chỉnh xong cái picture profile thì chúng ta sẽ có cái tùy chỉnh thứ hai nữa chúng ta cần quan tâm ở trên cái máy ảnh đó là chúng ta phải tùy chỉnh cái gọi là cân bằng trắng thì thực sự là thông thường trong cái quá trình mình quay vlog hay mình quay các thứ ấy, thì cân bằng trắng mình hoàn toàn để tự động thôi trừ khi mình quay những cái job mà mình xét sáng rất là cầu kỳ hay là những cái job nó yêu cầu khắt khe thì mình mới tùy chỉnh cân bằng trắng đo sáng, đo trắng sao cho nó phù hợp. Còn không thì mình vẫn để auto level vì thực sự là trên Sony A7C trong cái quá trình mà mình tiến hành sử dụng ấy mình cảm nhận được là cái năng lực uh, tự động cân bằng trắng của chiếc máy này là tương đối tốt cùng với một chiếc màn hình có cái màu sắc cũng khá là ok. Nếu so sánh với chiếc A73 mình đang có, mình đánh giá là màn của A7C trở nên đẹp hơn rất là nhiều và trung thực hơn cực kỳ nhiều so với chiếc A73. Thì đấy là cái kinh nghiệm thứ hai của mình. Đó là tiến hành xếp thông số trên máy cái kiệm thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn nữa đó là việc gọi là chúng ta nên chọn chế độ lấy nét như thế nào để chúng ta tiến hành quay à, trên chiếc máy sony chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn lấy nét như là lấy nét toàn bộ trên cảm biến này à, hay gọi là y chúng ta sẽ có lấy nét theo vùng hay gọi là zone chúng ta sẽ có lấy nét theo điểm trung tâm lấy nét theo điểm tùy chỉnh Thì uh, Đối với mình thì phần lớn nếu quay Vlog ấy, thì mình sẽ chọn cái chế độ lấy nét à, gọi là toàn vùng Bởi vì đơn giản là nó sẽ giúp mình nhàn hơn trong quá trình quay Cũng như là với cái sự à, lấy nét tốt hơn và xác định đối tượng tốt hơn trên chiếc, chiếc máy ảnh Sony Thì mình có thể nói thẳng là mình cảm giác rất là nhàn trong việc gọi là mình tiến hành ghi hình Đặc biệt là nếu mình quay người Bởi những chiếc máy ảnh Sony từ đời A73 hay A63 chúng ta đã có những cái nhận diện bằng khuôn mặt người rồi rất tiện lợi trong quá trình chúng ta quay mà chúng ta không cần phải lo lắng là trượt nét còn đến chiếc A7C này thì chúng ta sẽ có một cái năng lực gọi là tracking theo mắt luôn thì nó sẽ giúp cho mình làm gì tức là chẳng hạn những bạn nào mà hay quay vlog chẳng hạn thì với cái màn hình xoay lật như này của chiếc sony a bảy c chẳng hạn thì các bạn có thể dơ lên như này đấy để các bạn có thể quay vlog rất là tiện và nó tự động tracking mặt nữa chúng ta sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi trong quá trình chúng ta tiến hành quay vlog Ngoài ra thì trên chiếc A7C này nó cũng trang bị chúng ta một cái gọi là chế độ để chúng ta thể tùy chỉnh cái chuyển vùng nét. Cái này thì trên a ba cũng đã có rồi. Thì tức là câu chuyện là chẳng hạn các bạn chuyển từ nét màn mình sang một cái đối tượng bên cạnh chẳng hạn thì ở những cái dòng trước của Sony thì chúng ta sẽ phải à, không có cái tính năng đấy tức là nó chỉ nhảy theo chế độ là một là nhanh hai là trung bình ba là chậm đấy, chuyển nó rất là gắt thì trên chiếc a7c này chúng ta sẽ có cái vùng chuyển nó mượt hơn và nó nuột hơn rất là nhiều với bảy chế độ liền đấy từ thấp cho đến nhanh Đấy, đầy đủ để các bạn thể tinh chỉnh ở trong máy Đấy, cũng như là các bạn nên luôn luôn bật cái tính năng gọi là chế độ lấy nét theo mắt hay theo mặt của đối tượng để giúp cho các bạn có cái quá trình quay nó thuận lợi hơn thay vì chúng ta tắt nó đi cái kinh nghiệm thứ tư hay là thủ thuật thứ tư của mình trong quá trình quay đó là mình khuyên các bạn rằng chúng ta quay gì thì quay chúng ta luôn phải đảm bảo yếu tố đầu tiên đó là quay đủ sáng ờ chúng ta không nên quay tối quá và cũng đừng nên quay cháy sáng hay gọi là dư sáng quá bởi thực sự khi các bạn làm như thế chúng ta sẽ không thể cứu nổi file đâu nó không giống như chúng ta chụp ảnh đâu dư quá cũng chết mà tối quá cũng chết mà chúng ta phải vừa đủ thì đối với mảnh Sony thì thông thường như ở đây chẳng hạn chúng ta lựa chọn cái chế độ quay là HLG thì mình khuyên các bạn là các bạn nên lựa chọn cái việc gọi là quay nó dư sáng hơn một tí bởi từ kinh nghiệm thực tế của mình đối với HLG thì nếu các bạn quay dư sáng lên các bạn sẽ có cái khả năng hậu kỳ tốt hơn ở vùng tối hay mình vẫn thường gọi là vùng shadow ở trong khung hình để kéo màu lại cho nó dễ hơn trong quá trình quay Đấy, và cái việc gọi là đo sáng này thì các bạn có thể dựa trên thước đo sáng của máy ảnh để các bạn có thể tiến hành đo thì mình đã có một cái video riêng hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể đo sáng trên máy ảnh rồi thì các bạn có thể xem video đấy của mình ngay dưới phần mô tả hoặc ngay trên đề xuất của video này để làm sao cho nó đúng và cho nó phù hợp đối với việc là chúng ta tiến hành quay video và để quay đủ sáng thì các bạn sẽ có ba cái thông số các bạn cần quan tâm đó là khẩu độ tốc độ và iso thì mình chỉ có chia sẻ với các bạn một chút thôi đó là việc gì trong quá trình quay các bạn đừng nên để tốc độ của các bạn thấp hơn cái chuẩn quay của các bạn chẳng hạn các bạn quay full HD 1920 x 1080 60 frame thì các bạn đừng nên để tốc độ thấp hơn 1 trên 60 nếu không nó sẽ dẫn đến hiện tượng bị giật hình ngoài ra thì lời khuyên của mình là gì các bạn đừng nên để ISO quá cao trong quá trình quay ISO càng thấp chúng ta sẽ có hình ảnh càng mịn và đối với chiếc Sony A7C này chẳng hạn thì mình khuyên là các bạn đừng nên dùng cái mức ISO lớn hơn 6400 lớn 6400 gần như là không thể dùng được rồi nó nhiễu rất là rõ trong quá trình chúng ta tiến hành hậu kỳ tiến hành chứng màu còn đâu khẩu độ là một thứ rất quan trọng trong việc gọi là chúng ta tiến hành ghi hình thì mình nghĩ rằng là khẩu độ thì đối với những ống kính fix thì các bạn sẽ có một cái khẩu độ lớn hơn so với cái khẩu độ ở trên những ống kính đa tiêu cự đa tiêu cự thì chúng ta chỉ có 2.8 là to rồi còn trên những cái ống kính fix chẳng hạn chúng ta sẽ có 2.5 chẳng hạn hay là 2.8 hay là 1.4 rất nhiều tùy chọn và nó giúp cho chúng ta có thể có được cái lượng ánh sáng vào khung hình nhiều hơn đặc biệt là trong quá trình quay tối nên là đối với các thông số này các bạn cần phải nhớ những cái yếu tố như vậy để các bạn có thể setup quay làm sao cho hình ảnh của các bạn trở nên tốt nhất đó là về vấn đề tiêu cự trong quá trình các bạn tiến hành quay à, thực sự thì cái việc là lựa chọn tiêu cự nó làm yếu tố mình đánh giá vô cùng là quan trọng trong quá trình chúng ta tiến hành hình bởi với mỗi tiêu cự khác nhau thì chúng ta sẽ có một mục đích sử dụng khác nhau và một mục đích để truyền tải một cái thông điệp khác nhau đối với khán giả hay đối với người xem của chúng ta như chẳng hạn như là mình thì phổ biến nhất khi mình quay đặc biệt là nếu như đối với những ai đang sử dụng gimbal để quay chẳng hạn thì mình thường rất thích cái tiêu cự 24 như hiện nay thì mình đang có một chiếc ống 24 1.4 gm chẳng hạn đấy và mình cũng có một chiếc ống 24 2.8 g ở đây thì đây là một cái chiếc ống kính rất là nhỏ gọn và mình thường gắn rất là nhiều trên chiếc Sony A7C bởi thực sự là khi chạy gimbal ấy mình rất đề cao cái đầu tiên đó là phải gọn nhẹ đã và thứ hai nó phải đủ rộng vì thực sự nếu mà chạy gimbal nó chật quá ấy, thì các bạn sẽ rất khó để bố cục cũng như là cảm giác xoay sở trong không gian hẹp nó rất là khổ rất là khổ sở luôn thì thành ra là mình rất ưng cái tiêu cự 24 để chúng ta tiến hành gọi là quay trên gimbal tuy nhiên thì cái tiêu cự 24 nó sẽ có một vấn đề đó là nó có thể bị méo đấy thì thực sự là trên chiếc ống kính 24 2.8 này đây là một con fix thì mình cảm nhận được là cái độ méo của nó ở mức chấp nhận được. Nhưng mà nếu so sánh với 24 1.4 GM thì đương nhiên là nó không tốt bằng. Đấy tuy nhiên thì nó sẽ giúp cho chúng ta là uh, có một góc nhìn rộng hơn và phù hợp hơn trong quá trình chúng ta quay và nó có một khổ độ lớn để giúp chúng ta đảm bảo là việc gọi là tạo được cái trường nét hay là độ sâu của khung hình đặc biệt là rất là tốt nên là mình khuyên là nếu chạy gimbal thì các bạn nên sử dụng ống kính 24 nếu đi đang tìm kiếm ống kính fix để chạy còn đâu thì nếu như các bạn xác định là các bạn định quay uh, chân dung hay quay chi tiết đối tượng thì mình khuyên đối với những cái bạn nào sử dụng ống kính fix chẳng hạn thì các bạn nên sử dụng uh, cái tiêu cự khoảng tầm 40 hoặc 50 như ống kính đa tiêu cự 24 70 chẳng hạn thì các bạn thể dung ra zoom vào rồi còn đâu thì mình nghĩ rằng là đối với mình thì mình rất thích cái tiêu cự được gọi là tiêu cự 40 ở đây đây mình có ống kính 40 uh, g cũng khẩu độ là 2.5, hơi dị một tí, khẩu độ 2.5. Thì thực sự là cái ống kính 40 này nó cho mình một cái góc nhìn uh, nó ná ná như góc nhìn của ống kính 50 nhưng nó lại rộng hơn và nó dễ xoay sở hơn khi mình lắp ở trên gimbal bởi vì thực sự là mình rất thích sử dụng những ống kính 40 và 50 để phục vụ cái công việc là quay nửa người hay quay chân dung vì nó sẽ ra giúp gì nó sẽ giúp cho mình làm nổi bật hơn cái đối tượng của chúng ta lên và nó không bị cái tình trạng gọi là méo hình bởi vì nó là ống kính có tiêu cự góc nhìn gần giống cái mắt của chúng ta nhất thành ra nó làm nổi cố đối tượng rất là tốt và tạo ra một cái trường nét rất là sâu đặc biệt là khi các bạn quay những cái bạn nữ chẳng hạn như ở đây các bạn thể thấy cái hình ảnh của mình quay nó rất là sâu và nó tạo ra được một cái xóa phông đằng sau nó mịn cũng như cái bo ke nổi lên đấy làm cho cái đối tượng chúng ta trở nên lung linh hơn trông nó đẹp hơn đấy và nó không bị méo nó rất là nổi khối nên là thường là nếu như các bạn xác định là các bạn định quay chân dung ấy thì các bạn nên dùng ở cái tiêu cự khoảng 40 đến 50 là vừa còn đâu với những ba cái ống kính uh, này thì mình rất thích ở nó là gì là mình dùng gimbal mình không cần phải cân lại gimbal hầu như là bởi vì nó nặng như nhau nó cùng kích thước nên là mình không cần phải thay đây là một điểm rất là hay nếu như những bạn nào đang tìm kiếm một cái bộ ống phích ấy, để các bạn tiến hành quay phim thường xuyên đặc biệt là với cái thân hình nhỏ gọn như của chiếc a 7 c này thì mình nghĩ là nó rất là phù hợp còn đâu mình có một cái kinh nghiệm thứ sáu nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì à, đó là các bạn nên sử dụng những bố cục nào khi chúng ta tiến hành quay vlog khi chúng ta tiến hành quay uh, uh, video travel hay là một cái video cinematic thì mình nghĩ rằng là mình hay dùng nhất là hai cái bố cục thứ nhất là bố cục một phần ba và thứ hai là bố cục theo đường dẫn đây là hai cái bố cục mình dùng nhiều nhất trong quá trình mình quay tại sao mình lại thích sử dụng bố cục một phần ba vì bố cục một phần ba nó cho mình một cái góc nhìn đối tượng nó thật nhất và nó tận dụng được những cái góc mặt đẹp của đối tượng trong quá trình quay Đấy, như là chẳng hạn đây mình dùng ống 24 chẳng hạn thì mình sẽ thường xuyên quay đối tượng phần 3 rất là nhiều vì thứ nhất là cái góc nhìn của mình nó rộng thứ hai là nó sẽ giúp cho cái tương tác giữa người xem với các đối tượng nó trở nên thật hơn nó giống như một cuộc trò chuyện chẳng hạn đấy thay vì là chúng ta cứ nhét đối tượng vào giữa của mình đấy, xong rồi quay thẳng mặt chính diện thực sự là nó tạo ra một cái góc nhìn nó rất là chật hẹp rất là khó thở còn một phần ba nó cho chúng ta cái khoảng thở và khoảng hướng nhìn nó rất là rộng nó tạo sự thoải mái hơn cho của mình nhưng nó lại vẫn rất là gần gũi mang tính tương tác tốt với cái đối tượng của chúng ta còn đâu mình cũng hay tận dụng bố cục đường dẫn nữa vì bố cục đường dẫn là một cái bố cục mà chúng ta có thể dùng rất là nhiều trong quay travel, quay vlog, quay cinematic bởi vì là chúng ta sẽ luôn có những khu vực mà chúng ta có những cái đường dẫn rất là hút và để quay cái đường dẫn này thì thường mình rất là hay sử dụng các cái ống kính nó có cái tiêu cự lớn hơn như là 40, 50 Đấy, bởi vì nó tạo ra một cái độ ép vào đối tượng và nổi đối tượng lên đấy để giúp cả chúng ta tận dụng những cái đường dẫn xung quanh như các bạn thấy ở đây là mình có tận dụng đường dẫn xung quanh và bạn nữ bạn ấy nằm ở giữa khung hình đấy để tận dụng là đẩy nổi khối lên và toàn bộ đường dẫn đấy nó sẽ tập trung vào cái bạn nữ của mình làm nổi bật bạn ấy hơn ở trong cái khung hình của mình lên đấy thì đây là hai cái bố cục mà mình thường sử dụng nhiều nhất trong quá trình mình tiến hành ghi hình video cũng như là hai cái bố cục mà các bạn có thể rất dễ áp dụng trong quá trình các bạn tiến hành quay video của các bạn và cái um, kinh nghiệm thứ bảy nữa của mình muốn chia sẻ các bạn đó là các bạn nên tận dụng cái gọi là ngược sáng trong quá trình các bạn quay Như các bạn để thấy đây là một cái shot hình mình quay ngược sáng và lúc này với mình lúc đây đang là khoảng chín rưỡi 10 giờ rồi trời hè nó nóng lắm 40 độ luôn đấy thì câu chuyện là gì mình thấy rằng là ừ, ở đây nắng nó đang chưa bị lên trên đỉnh đầu và nó sẽ xiên qua những cái kẽ lá để đi xuống đối tượng chúng ta thì nếu các bạn tiến hành quay xuôi sáng thì mặt của đối tượng sẽ rất bị gắt nhưng nếu như các bạn tiến hành quay ngược sáng chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra một cái ven ở trên tóc của đối tượng của các bạn này nó sẽ tạo ra những cái gọi là hiện tượng gọi là flare hay là tia sáng xuyên qua những cái lá trông nó rất là thơ mộng, rất là thơ và nó làm tôn cái gọi là đối tượng hay cái chủ thể các bạn đang quay lên và cái kinh nghiệm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây nữa đó là dành cho những bạn nào định quay vlog, uh, quay nói chẳng hạn thì các bạn nên set up ở trong máy của các bạn uh, cái mức audio nó chỉ nên ở mức thấp thôi thông thường như ở đây là mình sẽ chỉ set nó ở mức khoảng tầm cộng 5 thôi là vừa đủ để chúng ta về chúng ta thể hiện hiệu kỳ chúng ta thể, thể hiện kéo màu sao cho nó phù hợp với cái bức âm của chúng ta tránh nó bị vỡ tiếng rồi các kiểu vân vân đấy nó giúp chúng ta tránh về rất là nhiều thì đấy là những cái kinh nghiệm mà mình rút ra trong quá trình mình quay một cái video cũng như là mình muốn chia sẻ với các bạn nào đang mới làm quen muốn có được một cái video tốt hơn khi chúng ta tiến hành quay máy ảnh thì cụ thể hơn là với máy ảnh Sony thì nếu các bạn thấy video này của mình hay với ích các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.